Xin kính chào bạn vị, như vậy đã cuối năm 2017 rồi và chúng ta vẫn luôn mong chờ những sự so sánh của các flagship hàng đầu. Và đây là chiếc iPhone 10 và chiếc Samsung Galaxy Note 8, đại diện cho hai nhà sản xuất smartphone lớn nhất trên thế giới. Thực tế ra mà nói, so sánh hai con này nó như kiểu là sự đối đầu giữa hai trường phái khác nhau. Và sau video này, chắc chắn các bạn sẽ tìm thấy bản thân mình trong sự so sánh đấy. Và nếu anh em muốn mua chiếc Galaxy Note 8, đừng quên truy cập website 7S, mình sẽ để link bên dưới. Đợt này đang có chương trình khuyến mại trừ thẳng vào giá cho các bạn, cho đến tận 2 triệu đồng. Bên cạnh đấy còn được tặng cả kính VR thông qua quà tặng Galaxy và rất nhiều chương trình khác. Mình sẽ cho link các bạn tham khảo tốt hơn. Còn cái chiếc iPhone 10 thì sao? Các bạn sẽ có chương trình flash sale với giá cực kỳ ấn tượng. Thế nhưng mức giá và ngày xảy ra chương trình khuyến mại này, mình sẽ để bên dưới, các bạn bấm vào đấy tham khảo một cách kỹ càng hơn. Ở giữa bộ đôi này, nó thể hiện ra hai trường phái đối lập với lại cái chiếc Galaxy Note 8 thì sẽ đem lại sự nịnh mắt. Trong khi đấy, với iPhone 10 sẽ đem lại độ trung thực. Đầu tiên là với camera selfie đi. Galaxy Note 8 cho giải nhạy sáng tốt hơn nên mà từ mặt này hay background đều rất là rõ ràng, nó không bị cháy. Chống rung của nó rất là tốt nên khi bạn quay phim, đặc biệt với những bạn có sở thích quay phim cùng với bạn gái khi mà chơi những trò chơi hai người chẳng hạn, thì âm thanh thu lại từ Galaxy Note 8 cũng tốt gấp đôi, gấp 3 lần so với chiếc iPhone 10. Còn đối với chiếc iPhone 10 này thì có một điểm mạnh hơn, đó chính là về khả năng selfie xóa phông. Với cái việc tận dụng AI cũng như là nhiều cảm biến hỗ trợ cho Face ID quét gương mặt 3D thì cái chiếc camera của iPhone 10 cho khả năng selfie xóa phông rất tốt, ngon hơn hẳn so với chiếc Galaxy Note 8. Nhưng đó chỉ là thứ duy nhất mà iPhone 10 hơn được về phần selfie mà thôi. Thế nên tổng thể selfie mình đánh giá Note 8 tốt hơn. Về camera sau, trong điều kiện đủ sáng thì thực sự mà nói flagship bây giờ con nào cũng tốt, toàn 9x điểm ở trên DxO Max. Nhưng trong điều kiện đầy đủ sáng này thì Galaxy Note 8 vẫn duy trì những điểm mạnh từ xưa nay của dòng Samsung. Màu sắc rực rỡ hơn, xem rất là thích mắt. Các bạn khi đi du lịch chụp phong cảnh cây, lá, hoa, mọi thứ đều đẹp hơn trên Galaxy Note 8. Thế nhưng đối với iPhone thì sẽ đem lại độ trung thực cũng như là khả năng nhạy sáng nhỉnh hơn một tẹo so với chiếc Galaxy Note 8. Giá nhạy sáng này còn được thể hiện trong cả khả năng quay phim. Và với việc quay được 4K 60fps thì cái chiếc iPhone 10 được mình đánh giá về khả năng quay phim là ngon hơn hẳn so với chiếc Galaxy Note 8. Bên cạnh đấy, của iPhone còn quay được slow motion ở Full HD, còn của chiếc Galaxy Note 8 chỉ là HD 720p. Tính năng phông xóa tin là một cái mà hiện tại đang được rất nhiều người quan tâm. Đối với chiếc Galaxy Note 8 thì màu sắc hay là chi tiết, những thứ đó được giữ nguyên ở chế độ bình thường và khi chuyển sang xóa phông nó vẫn như vậy, nên bao giờ nhìn ảnh của Galaxy Note 8 nó rất là đã. Bên cạnh đấy thì chiếc iPhone của chúng ta ấy, thì cái chế độ xóa phông lại khá nhiều, như là chụp ảnh thờ, gần thờ, chưa chết hay đang còn sống. Và cái khả năng chuyển cái phông xóa của nó rất là mềm mại, không quá gắt. Còn của Note 8 thì chúng ta sẽ chỉnh được xóa phông ngay sau khi chụp xong, với mức độ là xóa phông ít hay nhiều tùy theo sở thích các bạn. Và phần phông nền thì nó sẽ sắc lẹm hơn so với chiếc iPhone 10. Chuyển sang chụp chiếu sáng thì đúng như mình đã nói từ đầu, sẽ có hai trường phái ở đây và rốt cuộc bạn bên phe nào. Phe của Note 8 thì sẽ luôn luôn đem lại ảnh rất là sáng, ít noise nhưng ảnh sẽ bị nhạt và hơi bệt, màu sắc nó không thật được cho lắm. Theo cái đấy của iPhone, ảnh thì sẽ nhiều noise hơn, sáng thì lại cũng kém Galaxy Note 8, nhưng về cái cân bằng màu sắc của nó thì lại rất là trung thực, các chi tiết của nó sẽ không bị quá bệt hay bị nhạt nhẽo đi. Và các bạn thấy rõ nhất là khi chúng ta quay video thì Galaxy Note 8 sẽ yếu hơn so với chiếc iPhone 10 về độ chi tiết cũng như là màu sắc. Ok, đó là phần camera đã xong, như mình đã nói, với hai trường phái khác nhau. Và bây giờ ta sẽ đi đến phần thiết kế. Là một chiếc phablet nên Galaxy Note 8 nó sẽ to hơn hẳn so với chiếc iPhone 10 này. Cầm nó sẽ khó khăn hơn đôi chút, nặng hơn và trước sau được bảo vệ bởi kính lực Gorilla Glass 5. Thiết kế của nó sẽ là tiêu chuẩn IP kháng nước bụi bẩn là 68, còn của chiếc iPhone 10 chỉ là 67. Bên cạnh đấy, của chiếc Galaxy Note 8 hàng chính hãng sẽ có hai khay SIM hoặc một SIM và một thẻ nhớ. iPhone 10 sẽ chỉ có hai màu trên thị trường nên khá là nhàm chán. Bên cạnh đấy, viền của nó là stainless steel nhưng lại dễ bị trầy và nó không đem lại cái sự đẹp và bóng bẩy sau một thời gian sử dụng lâu dài. Nên cá nhân mình thì hiện tại đang đeo ốp cho nó bảo vệ cho chắc ăn. Màn hình hiển thị năm nay là đầu tiên cả hai máy đều sử dụng công nghệ màn hình và cũng như là nhà sản xuất của chính Samsung. Vâng, iPhone sử dụng công nghệ màn hình OLED và Samsung cung cấp phần cứng, nhưng phần mềm về tùy chỉnh để khả năng hiển thị thì lại do Apple làm. Chính vì thế nên các bạn nhìn vào OLED của hai con này nó chả liên quan gì nhau. OLED của iPhone thì cho một cái màu sắc rất là dễ chịu, trung thực. Nó chỉ đậm đà hơn màn hình LCD của iPhone 8 Plus hay iPhone 8 một chút xíu, nên có độ trung thực rất cao, không bị rực. Có true tone để tự thay đổi độ ám vàng hay là ám xanh, nên mà khi mà chuyển đổi sử dụng hàng ngày cảm thấy khá là thú vị. Bên cạnh đấy, nó giữ nguyên những gì mạnh nhất của OLED như hiển thị ngoài trời rất tốt, tốt hơn cả Note 8, và cho một cái độ màu đen quá sâu, và nó còn hỗ trợ 3D touch ở trên toàn bộ màn hình. Galaxy Note 8 phải chăng là yếu thế trước iPhone 10? Hoàn toàn không.
Samsung xưa nay màn hình của họ thì vẫn hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn như là HDR10 này, và có màu sắc thì rất là tươi. Khi xem những cái tấm ảnh mà chụp từ Galaxy Note 8, nền trời hoa lá đều đẹp hơn rất nhiều so với chiếc iPhone 10. Nó rực rỡ hơn và nhiều tế độ tùy chỉnh theo sở thích các bạn, như là đậm nhạt khác nhau, trung thực khác nhau, và bên cạnh đấy còn được làm cong sang hai bên. Tối ưu hóa ứng dụng tỷ lệ 18:9 rất tốt, nên mà các ứng dụng tải về, game tải về là đều hoạt động được đến 96% rồi. Không có cái tai thỏ giống như kiểu iPhone 10, nên ứng dụng của nó không có bị thu lại ở một phần chính giữa của màn hình. Xem ra điều này thì Android linh hoạt hơn nên làm cũng tốt hơn, và nó sẽ có 3 di thắt ở trên phím home chứ không phải toàn bộ màn hình giống như chiếc iPhone 10. Và như mình đã nói, tiếp tục quay về cái lựa chọn ban đầu, đó là bạn sẽ thích phong cách trung thực như iPhone 10 hay thích đậm đà rực rỡ giống như chiếc Galaxy Note 8. Hiệu năng thì không phải bàn rồi nhé. Với iPhone thì xưa nay con chip của nó rất là mạnh cùng với nền tảng hệ điều hành tối ưu hóa, nên về tốc độ xử lý mọi thứ nó đều mượt mà và nhanh hơn so với chiếc Galaxy Note 8. Thật ra thì điều này Galaxy Note 8 không phải là thua kém quá nhiều khi nó được trang bị tận 6GB RAM, hỗ trợ đa nhiệm song song hai ứng dụng trên cùng màn hình rất là sướng, và nó làm được nhiều công việc hơn hay là tiện lợi hơn với Buds S Pen so với chiếc iPhone 10 của chúng ta hiện tại. Và đối với Galaxy Note 8 với chip Exynos 8895 cũng đã rất là mạnh rồi, nhưng khả năng chơi game thì GPU Mali vẫn yếu hơn so với lại những gì mà trải nghiệm trên cái chiếc iPhone 10. Thế nên nếu các bạn quan tâm về game nhiều nhất thì các bạn thể lựa chọn chiếc iPhone. Bên cạnh đấy thì iPhone còn hỗ trợ phần mềm cập nhật một cách đều đặn, thường xuyên, lâu dài, thay vì phải chờ các nhà sản xuất Android như Samsung phải chờ Google đưa xuống mà tùy biến lại. Và đây chính là cái sự khác biệt về phần mềm. Nếu như để lựa chọn giữa Android và iOS thì các bạn chắc chắn là đã có câu trả lời rồi. Android thì vừa mở vừa tiện lợi hơn, iOS thì nó bó buộc đóng nhiều cái, nhưng nếu xung quanh các bạn toàn người dùng iPhone thì việc chia sẻ dữ liệu thông qua AirDrop này hay là các bạn có muốn liên kết với nhau mọi thứ thì rất là tiện lợi. Mà thôi, bỏ cái đấy qua một bên, tại vì các bạn đã có câu trả lời trong đầu. Còn về việc khác biệt về phần mềm ở đây, chủ yếu là iPhone thì sẽ có sử dụng như là thao tác vuốt nhanh gọn, dễ làm quen, bỏ đi phím home rất là thích. Chiếc Galaxy Note 8 cũng bỏ đi phím home nhưng lại sử dụng ba phím cảm ứng bên trong màn hình. Ba phím này thì có người dùng quen thì sẽ thấy thích, nhưng mới những người mà vừa mới chuyển sang sử dụng sẽ thấy nó không đã như là iPhone 10, vì iPhone 10 chỉ vuốt thôi, không cần phải nghĩ và tìm kiếm vị trí của ba phím chức năng. Thế nhưng mà như mình đã nói ngay từ đầu, cái việc mà người ta dùng Android thì sẽ quyết định về việc chúng ta đang sử dụng cái chiếc Galaxy Note 8 dễ. Còn những ai đang dùng iPhone thì các bạn khi bỏ đi phím home, các bạn chuyển sang dùng iPhone 10 cũng cảm thấy không có gì khó khăn, nên mà tùy thuộc các bạn thôi. Cá nhân mình thì sẽ thích thao tác vuốt ở trên iPhone 10 hơn. Cái này học từ chính BlackBerry đã từng làm rất là thành công, thế nên mà iPhone 10 dùng cái này cũng rất hợp lý. Về pin chính là cái mà mình cho rằng mà iPhone sẽ kém hơn hẳn so với Galaxy Note 8 ở nhiều mặt. Một là về dung lượng nó kém hơn, 2716 so với 3300. Hai, iPhone 10 sẽ không có sạc nhanh đi kèm mà chúng ta cần phải mua. Thế cái đấy với Samsung thì tặng luôn cho các bạn là sạc nhanh đi kèm. Đã còn có sạc nhanh không dây, trong khi đấy iPhone 10 sẽ không có sạc nhanh không dây. Công nghệ sạc nhanh của cả hai máy thì trong 30 phút của iPhone 10 sẽ đạt là 50%, của Galaxy Note 8 sẽ là 40%. Về phần bảo mật thì có rất nhiều sự lựa chọn. iPhone thì đã xuất hiện với Face ID, nhiều người rất khoái cái này, bản thân mình cũng khoái, và nó gần đây đã được chính BKAV hack rất là hoành tráng. Thế nhưng các bạn, Samsung đừng cười mừng, tại vì đơn giản là trước đây Galaxy S8 đã bị hack cái bảo mật bằng mống mắt rồi, và Note 8 thì cũng tương tự như S8 thì thành ra BKAV hack được hết đấy mà. Nhưng quan trọng là các bạn không cần phải lo quá, vì bản thân người dùng chúng ta để hack được một cái mà mở bằng gương mặt hay là mống mắt thì nó cũng rất là mất thời gian. Và đối với chiếc Galaxy Note 8 ra sẽ nhiều sự lựa chọn như mở khóa gương mặt này, rồi cái phần mống mắt của nó thì tuy rất là nhanh và bảo mật tốt nhưng sẽ hơi bất tiện với những người đeo kính giống như mình, và vân tay của nó lại đặt ở vị trí hơi cao, không phải ai cũng dùng một cách thuận tiện. Còn với chiếc iPhone thì mình đánh giá là cái việc mở khóa Face ID thì rất tốt, rất hay, nhưng mà lúc mà kiểu là đi đường đeo khẩu trang hay là ngủ dậy mà tay bị che mặt các thứ thì rất là khó khăn. Thế nên cái này thì mình cho rằng là các bạn sẽ lựa chọn xem phương thức nào phù hợp với mình nhất. Cá nhân mình thì có lẽ sẽ đánh giá Note 8 cao hơn với nhiều sự lựa chọn. Tổng kết lại sau bài so sánh này thì như các bạn đã thấy không, mở lại đoạn đầu video đi. Đây sẽ là cuộc chiến của hai phe phái hoàn toàn đối lập nhau. Nếu như Samsung có rất nhiều điểm mạnh của Android xưa nay vẫn đang theo đuổi, nhưng màn hình đã to hơn này, có Buds S Pen độc quyền của riêng Galaxy Note, chắc mình sẽ không nhắc lại các tính năng nữa, có chuẩn kháng nước bụi bẩn IP68, 2 SIM, có thể nhớ, camera xóa phông ấn tượng, thu âm quay phim chống rung rất tốt, pin khỏe, sạc nhanh không dây, rồi nhiều lựa chọn bảo mật, Android đa dạng, rồi có quà tặng Galaxy, Samsung Pay được dùng luôn ở Việt Nam, tối ưu hóa cho thị trường Việt Nam, vân vân và vân vân. Của iPhone thì nó không có quá nhiều thứ để nói lên giống như những chiếc máy Android, màn hình nó sẽ nhỏ hơn. Hiệu năng thì khỏi phải bàn, về iPhone rất là mạnh mẽ rồi. iOS gần đây được tặng thêm vài cái nhiều lag rồi lỗi nữa, rồi chúng ta sẽ có được màn hình 3D touch, camera của nó chụp thì vẫn auto tốt như thường lệ. Thế nhưng đối với iPhone 10, đôi khi người ta chẳng cần những cái sự gọi là nhiều tính năng để nói lên khác biệt, mà người ta vẫn dùng iPhone vì nó là iPhone và có iOS mà thôi. Thế thì trong số các bạn ở đây đang xem video, nếu mà để lựa chọn flagship cuối năm nay
các bạn sẽ cho rằng sản phẩm nào phù hợp với mình nhất hay là sản phẩm nào tốt nhất, iPhone 10 hay chiếc Galaxy Note 8. Và đừng quên truy cập vào link mô tả video tham khảo giá bán chi tiết của cái chiếc máy này tại 7S. Và đặc biệt 7S sắp tới sẽ có một chương trình flash sale có mua chiếc iPhone 10 với giá cực kỳ sốc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.